Đó chính là video phần đầu tiên để giúp chúng ta hiểu rõ, nắm chắc phương pháp, cách thức, con đường để chúng ta đi như thế nào. Kết quả của chúng ta đạt được là gì? Phương pháp học là gì? Kỹ càng từng cm về phương pháp dùng. Nên ngày hôm nay là chỉ có vào để học thôi. Còn nếu mà chúng ta vào mà vào cái là học ngay thì chúng ta đang không biết chúng ta đi theo con đường gì. Thì là buổi ngày hôm nay đi học là gì ạ? Cái gọi là cái chất lượng nó cũng sẽ bị giảm đi. Bởi vì sao? Khi chúng ta có được mục đích, có một con đường, có được đích đến rồi. Và khi chúng ta có đích đến rồi thì trong não ta sản sinh ra một cái chất gọi là rất là chất tích cực. Và luôn mong muốn gì ạ? Đạt được đích, đến được đích. Và phương pháp con đường rất rõ ràng cụ thể rồi, không có gì mập mờ. Thì ngày hôm nay chúng ta học với tinh thần khác hẳn với người mà chưa nghe bao giờ, đúng không ạ? Thế nên là có một bạn mà chưa nghe thì hãy về hôm nay sau nghe ngay nhé, bởi vì cô đã ghi mà trên đầu nhóm rồi, đúng không ạ? Trong thông tin lớp mình chưa có nhiều, bởi vì mới chỉ có gì ạ, ghi được thông tin 2 buổi học với phương pháp học PL thôi, đúng không? Bạn nào rảnh thì đặt thêm cái phương pháp học PL. PL thì cô đã tóm gọn ở trong phần gì ạ? Trong phần chương trình rồi, đấy là cô tóm phần chính. Còn lại là vì sao ra đời phương pháp đấy, ra đời như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, rồi nó có nguồn gốc như thế nào, nguồn gốc học là sao, thì nó nằm ở trong gì ạ? Cái phương pháp của bạn, cái file chi tiết đó. Cái phương pháp PL đấy là dành cho lớp giao tiếp, có nghĩa là lớp thứ 5. Còn ngày hôm nay thì theo buổi đầu tiên, theo lịch thì là chúng ta sẽ học phát âm, đúng không ạ? Phát âm trước và gì giao tiếp sau, bởi vì luôn luôn cái giai đoạn một đầu tiên xây móng này là phải ưu tiên cái phát âm, để cho gì cái phát âm đi trước và cái giao tiếp đi sau. Bởi vì khi mà chúng ta gì ạ, học cái phát âm thì chúng ta ứng dụng vào cái chương trình giao tiếp chúng đọc luôn, được chưa, thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là quy trình. Ok rồi, thế cả lớp mình đã ngày hôm nay thì đã em có tham gia buổi thứ năm học lúc 9 giờ tuần trước rồi. Ok. Thì tốt rồi. Thế là được rồi ạ. Thứ năm 9 giờ tuần trước là đã đủ 2 buổi đấy. Đã đủ 2 buổi là ok ạ. Rồi. Thì là thứ năm là hôm đấy cô khai giảng hai buổi thành 1 buổi luôn. Còn lớp mình là thành 2 buổi đấy. Riêng lớp mình thành 2 buổi. Bắt đầu từ tuần này thì đi là lớp mình thành 2 buổi, lớp đợt 1 thành 2 buổi. Còn lớp chủ nhật thì là chỉ có 1 buổi thôi. Là tách thành 2 ca. 2 ca thì đương nhiên sát nhau thì học nó cũng sẽ 2 ca thì nó hơi dài. Nhưng thực ra thì nếu bạn nào ngồi quen thì không vấn đề gì đâu. Ngồi văn phòng quen rồi thì không vấn đề gì trong 2 tiếng. Ok. Thế thì hôm nay chúng ta sẵn sàng rồi thì chúng ta comment chữ yes, chữ y nhé. Để chúng ta bắt đầu nào. Rồi, xin cảm ơn cả lớp đã comment rất nhiều. Đây là chương trình học của chúng ta, đúng không? Chương trình 3 trong 1, bao gồm 3 phần pronunciation, phrase practice and spelling, 3 phần luyện phát âm, luyện giọng và gì? Đánh vần. Thế thì hôm trước chúng ta nhớ rồi là gì ạ? Trong chương trình phát âm này chúng ta học 3 phần cơ bản chính như thế này. Nhưng trong 3 phần cơ bản chính này chúng ta chia thành gì ạ? Cụ thể nó là mấy phần ạ? Cụ thể nó là mấy phần ạ? Bạn còn nhớ không? Còn nhớ cụ thể trong trình phát âm chia thành mấy phần không? 5 phần ạ. 5 phần, đúng rồi, phần thứ nhất. Phần thứ nhất là phụ Âm, đúng rồi, phụ phụ âm âm. Bao nhiêu phụ âm? 24 cộng 1 ạ. 24 cộng 1, chính xác, rất tốt. Phần thứ hai. Trọng Phụ âm là một âm, nửa từ, một nửa trọng từ đọc âm được. Gì 15 ạ? Trọng âm là số 2 rồi, theo thứ tự luôn, trọng âm là thứ hai. Trọng âm là cái gì? cái mái nhà. À, cái mái nhà. Rồi phần thứ ba. Nguyên Luyện âm giọng. luyện giọng Luyện ạ, giọng, luyện thứ giọng ba là luyện giọng. Đúng rồi, phần luyện giọng là phần gì đây? móng nhà Móng ạ. À, nền móng để giúp cho trầm âm sâu hơn, đúng không ạ? Phần thứ tư. Nguyên nguyên âm. âm Nguyên âm, bao 20 cộng 1 ạ. 20 cộng 1, phần nguyên âm là 20 gì?25 cộng 1 cái Tác tường dụng. là Tác dụng để làm gì không? Đọc được gì? Nửa từ còn lại. đọc Nửa được từ từ còn lại, đúng không? Còn cái mái này là giúp chúng ta gì ạ? À? Có dấu. Dấu trong tiếng Anh. Tiếng Việt là dấu hỏi ngã nặng, thì tiếng Anh cái trọng âm nó chính là đóng vai trò là dấu. Được chưa? Tiếp phần số 5. đánh vần.
Đánh vần à? Đánh Vần, vần. đánh vần. Đánh vần này làm gì? Mùi me chắc chết vào. Mùi veo chát chít, nhiệm vụ là hoàn thiện ngôi nhà, đúng không? Hay khác là nhiệm vụ là hoàn thiện bốn phần. Bốn phần chúng ta vừa nói thì phần đánh vần chính là phần gì ạ? Hoàn thiện và phần gì ạ? Chi phối cả bốn cái phần đó, đúng không? Bởi vì không có đánh vần thì sao? Chúng ta phải tra từ điển mới ra được cái âm để chúng ta gì đúng không ạ? Thế nên là gì ạ? Phần đánh vần mặc dù nó là phần cuối cùng để hoàn thiện thôi nhưng nó quan trọng đấy. Không có thì cũng được, vẫn đọc được, nhưng mà nếu không nhận diện âm lại phải tra từ điển, không nhận được cái âm lại tra từ điển, hiểu không ạ? Đấy, thì đấy là tác dụng của năm phần. Và ngày hôm nay chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó chính là phần gì? Phụ âm, pronunciation chính là đây. Phần pronunciation là phần chuẩn hóa phát âm, chia thành ba phần: phụ âm, trọng âm và nguyên âm. Đó, đây là phần pronunciation. Và ngày hôm nay chúng ta vào phần đầu tiên, đó là phần phụ âm. Hôm trước hình như cô cho lớp mình ghi chú rồi đúng không? Cho ghi chú chưa? Rồi, Đúng rồi. rồi, ghi chú rồi, chính xác. Đây chính là bảng phụ âm chúng ta, 24 phụ âm cộng 1 không được ghi nhận. Và hôm trước chúng ta đã có hai phần gì ạ? Hai cái ghi chú, đúng không ạ? Hai ghi chú đó là gì, còn nhớ không? Là xin mời cùng ôn lại nào. Chính âm ra âm, cái 16 Âm hơi ra âm và âm ra hơi. Đúng rồi. Âm ra Ghi âm. chú thứ nhất rất quan trọng nhé. Tiếng Anh khác tiếng Việt ở chỗ đó là phụ âm tiếng Việt là âm ra âm hết, không có âm nào ra hơi. Nhưng phụ âm tiếng Anh thì chúng ta sẽ được chia thành hai loại, đó là âm ra âm và âm ra hơi, đúng không ạ? Và ra hơi thì chúng ta có bao nhiêu âm Chín ra âm, hơi? chín Chín âm, âm. chín âm. Chín âm là âm ra hơi, đúng không ạ? Đó, còn lại sẽ là âm ra gì? Âm ra âm, 16 16 âm là âm ra âm. Và nếu ra hơi thì chỉ có ra hơi chứ không có tiếng. Còn ra tiếng thì chắc chắn nó phải kèm theo hơi hơi rồi. Đúng không ạ? Đó, thì đây là ghi chú đầu tiên. Vậy tại sao chúng ta phải đi học từng âm một? Bởi vì sao? Tiếng Anh chúng ta không phải là đi học gì 26 chữ cái ghép và từ đọc như tiếng Việt, mà tiếng Anh chúng ta gì ạ? Phải đi học cái âm Latin. Và trong âm Latin đó thì chúng ta có gì? 25 âm phụ âm cần phải học, đúng không ạ? Rồi, ghi chú thứ hai là gì ạ? Còn nhớ không? khi phụ Ghi âm chú âm ra âm ra âm thứ khi phụ hai. âm Đúng bị rồi. đọc nhỏ bằng 2 phần 3 so với âm trước Đúng rồi. Khi phụ âm là âm ra âm mà ở cuối một chữ thì nguyên tắc đọc nhỏ bằng 2 hai phần 3 phần so với ba. âm trước nó. Được chưa? Vì sao cần phải đọc nhỏ bằng 2 phần 3? Bởi vì để nó không trở thành âm tiết, để không bỏ âm cuối ạ. Âm cuối của từ. Rồi. Đọc to bằng 2 phần 3 cũng bỏ âm cuối đâu. À đọc to ra thì cũng bỏ âm cuối đâu. Âm cuối vẫn có, còn gì to là khác. Đọc thì nó lại thành Cái gì để ạ? không trở thành một âm tiết. Không trở thành hai âm. Đúng Rồi. không tạo ra âm tiết, đúng không? Bởi vì phần nguyên âm rất nguy hiểm ở chỗ là nếu chúng ta đọc cuối mà to như đầu hoặc giữa thì nó tự nhiên nó tạo thêm một âm tiết nữa. Từ ví dụ đang một âm tiết tạo thêm một âm tiết thành hai, mà đang hai âm tiết tạo thêm một âm tiết thành ba, đang ba âm tiết tạo thêm một âm tiết thành bốn, đúng không ạ? Vậy thì nó đang thì hai âm tiết để thêm một âm tiết thì đúng không? Nó sai rõ ràng đúng không ạ? Thế nên là chúng ta gì ạ? Nên là gì ạ? Ở ngoài kia thì gì? À, các giáo viên hay giáo viên nước ngoài người ta không có dạy à, cuối một chữ đọc như nào, người ta chỉ nói là à âm này đọc như này, bờ thì đọc là bờ bờ bờ, cứ thế mà đọc, còn vào từ thì cứ thế mà đọc, được không ạ? Thế nên chúng ta không biết, thì nên chúng ta gì ạ? Cứ đọc thì ở cuối cũng to thế, còn nếu thấy to quá thấy lộ và chắc thấy tây đâu thấy đâu, thế là gì ạ? Thì mình lại tắt cắt nó đi, cắt nó đi thì mất anh sao, mất anh sao cũng không đúng mà gì ạ? Để ending sao to thì cũng đúng. Vậy chỉ có một cách duy nhất đó là chúng ta phải đóng nhỏ bằng 2 phần 3 để vẫn có ending sao mà không tạo ra âm tiết. Thì đấy là cách gì ạ? À? Khôn ngoan nhất. Được chưa ạ? Ok. Đấy, thì cái nguyên tắc này nó giúp chúng ta 16 âm còn lại. 16 âm ra âm khi ở cuối chữ là chúng ta đọc chuẩn đây. Nên là âm ra âm nó rất là nhiều đúng không ạ?
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào gì? Hôm nay sẽ bắt đầu vào thưởng thức âm đầu tiên. Được chưa? Ở phần âm này chúng ta học, chúng ta lưu ý là chúng ta không cần phải ghi chép từ, mà chúng ta chỉ cần ghi chép mỗi cái âm thôi. Được chưa? Mỗi cái âm thôi. Được chưa? Và ghi chú cộng theo. Ví dụ ra âm hay ra hơi, thổi miệng. Chứ còn cái phần đánh này chúng ta không cần phải gì à, ghi. Được chưa? Chúng ta không cần phải ghi, bởi vì ghi nó sẽ rất mất thời gian. Và trong phần này chúng ta đi giao ước với nhau rằng là phần phát âm này là chúng ta chỉ học gì ạ? Phát âm thôi, chứ không cần phải chép nghĩa hay không cần phải học từ. Nhớ chưa? Chỉ cần học để đọc được từ, chứ không, còn cái chương trình phát âm nó không nằm ở đây. À, cái chương trình về từ vựng nó không nằm ở đây. Được chưa ạ? Đó, nên là không cần phải chép từ vựng. Chỉ quan trọng là chúng phải đọc được. Học phát âm này nó gì ạ? À? Chúng ta gì ạ? À? Thiến thắng ở chỗ là chúng ta gì ạ? À? Cứ đọc cho thật nhiều vào. Được chưa? Cứ thực hành cho thật nhiều vào. Đấy là kẻ chiến thắng. Được chưa? Còn lại nếu như chúng ta vào gì ạ? À? Cứ ngồi nghe thôi, hiểu hiểu hiểu, nhưng cuối cùng là gì ạ? À? Không phát âm được thì rất là phí. Nên là gì ạ? À? Buổi sáng là chúng ta vẫn đang chưa quen miệng lắm, đúng không ạ? Chưa có tỉnh táo cho lắm, nên là à, chúng ta hãy cứ bật ra nó khắc tỉnh táo, được chưa? Bật ra là thành công với phát âm hơn nhau chỗ là chúng ta còn có mở miệng ra không, được chưa? Và phát âm này nói luôn là miệng nó sẽ hơi gì, nó hơi kiểu như là cảm giác gì ạ, nó sẽ chưa quen lắm, được chưa? Nó chưa quen lắm. Thế nhưng khi các bạn tập phát âm này xong, các bạn hiểu là phát âm nó tốt cho chúng ta chỗ là gì ạ, nó sẽ giúp chúng ta gì ạ, sử dụng tối đa tất cả các chức năng của khoang miệng. Đó, cái chức năng của khoang miệng của mình, bởi vì tiếng Việt của mình bạn thấy khi nói không, đây lưỡi này cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống như này cả. Miệng cũng, môi cũng thế à, nó cũng không có gì cái sự gọi là gì ạ, linh hoạt trong cả lưỡi cả môi cả gì ạ, họng. Nhưng tiếng Anh thì sao, khi nói một phát thì gọi là khác hẳn luôn. Ví dụ nhá, cô đọc chữ o trong tiếng Anh này, o, cái lưỡi vẫn nguyên o o đúng không ạ, cái lưỡi vẫn nguyên, cái môi vẫn nguyên, nhưng o trong tiếng Anh này, các bạn sẽ quan sát cô đọc chậm này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái chức năng dùng lưỡi và môi nào. Đấy. Đấy. Thấy con lưỡi, thấy lưỡi lên không? À, lưỡi đang bình thường nhá, lên này. Thấy môi không? Thấy họng không? Họng dùng, lưỡi dùng, môi dùng, đúng không ạ? Tức là cái chức năng đấy là phần nguyên âm đấy, còn phụ âm thì nó gì ạ? Âm thì mỉm môi, âm thì cong môi, âm thì gì kè như này, đúng không? Âm thì vào lưỡi ra ngoài, âm thì cong lưỡi như này, đúng không? Tức là kể cả phụ âm cũng đã sử dụng gần như tối đa chức năng của miệng, có mỗi phần họng chưa dùng đến thôi. Đã, còn nguyên âm là dùng họng đi, được chưa? Nên là dùng tất tần. Nên khi chúng ta dùng hết chức năng của miệng như thế, thì cái gì ạ? Bởi vì khoang miệng dù sinh ra để dùng để nói mà, nên chúng ta vận dụng tất tần tật như thế thì khi chúng ta nói tiếng Anh cũng như nói tiếng Việt sẽ tròn vành rõ chữ hơn rất nhiều. Và khi chúng ta nói kể cả tiếng Việt, sau này chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta phát âm tiếng Anh tốt, hoạt ngôn hơn rất nhiều. Không những tiếng Anh đâu mà cả tiếng Việt nữa. Tiếng Việt cũng hoạt ngôn rất nhiều. Giọng chúng ta nếu tập được phần giọng, giọng ta sẽ thấy gì ạ? À? Trong hơn, hay hơn, đó, trầm hơn, bổng hơn. Đó, nên là chúng ta đều có thể phát triển được hết. Nhưng tuy nhiên, khi tập phát âm xác định là sẽ hơi mỏi miệng, bởi vì bình thường không dùng như thế, lần này lại thấy dùng miệng phát huy hết như vậy nên là sẽ hơi mỏi miệng, được chưa? Tiếp theo nữa các bạn quan sát này, khi cô dạy phát âm thì gì ạ, mục tiêu của chúng ta là âm giống người bản ngữ, chứ không phải mục tiêu chúng ta là miệng phải giống người bản ngữ. Nên các bạn sẽ thấy rằng là khi cô dạy sẽ có những âm cô bảo hình miệng không giống với người bản ngữ, nhưng miễn làm sao đích chúng ta đến là âm giống, chứ không phải đích chúng ta đến là miệng phải giống, được chưa? Bởi vì sao, khoang miệng của người châu Âu và người châu Á cấu tạo khác nhau, không giống nhau hoàn toàn đâu, cũng đủ lưỡi đủ môi đủ họng đủ tất cả các thứ, nhưng cấu tạo là khác nhau đấy. Ngay cả người châu Á chúng ta cấu tạo khoang miệng cũng đã khác nhau rồi, có người cấu tạo lưỡi ngắn, có người lưỡi dài, có người gì ạ, à? Bạn lưỡi to, có người bạn lưỡi bé, có người không thể nào mà cong lưỡi như thế,
Được chưa? Có người cuống lưỡi cao, có người cuống lưỡi thấp. Có người lưỡi ngắn, có người lưỡi dài, có người lưỡi trung bình. Nên cấu tạo không giống nhau hoàn toàn đúng không? Được chưa? Đó, nên chúng ta sẽ cần phải biết rõ điều này, nhưng không phải là cứ miệng giống họ là phát âm giống họ, được chưa? Nên xác định là gì, thấy bên ngoài kia nó dạy miệng cũng khác, cũng kệ nó nhé, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào âm đầu tiên khởi động của chúng ta, đó là âm này. Âm gì? Các bạn ghi đây là âm dạ âm. Các bạn chỉ cần ghi cái gì, sau đó ghi là cộng dạ âm, hai chấm dạ âm, được chưa? Khởi miệng mới là bè miệng. Bạn ghi bè miệng người ta xong. Gì? Ra âm cộng bè miệng hết. Được chưa? Xong chưa? Âm này khi vào từ thông thường người ta đọc là Z, ear, yesterday, yellow, đúng không ạ? Thông thường là một là như thế. Hãy đọc thành chữ y luôn. Yes, no, yes, no, đúng không ạ? Đấy, thì thông thường người Việt Nam mình gì ạ? À? Có thói quen đọc như vậy. Và bạn ý trước khi vào âm này thì có câu chuyện vui vui kể cho mọi người. Cô đi học những lớp phát triển bản thân của giáo viên nước ngoài. À, giáo viên Việt Nam mình. Thế là gì ạ? À? Việt Nam mình. Dạ, à? Có hội trường cả nghìn người. Xong rồi, bảo là gì ạ? À? Hô bảo cả một cái lớp nghìn người đấy hô. Nếu đồng ý comment chữ nói chữ giết, cả cả một cái trường hô giết. Cô đang bảo trêu trêu bảo Tây mà nó biết gì ạ? À? Việt Nam mình chữ giết của Việt Nam mình chắc nó nghe thì nó sợ nó chạy mất dép luôn. Vào cái hội trường vừa vào cái nó hô giết. Thế là gì ạ? À? Nó sợ nó chạy mất dép luôn. Thấy chưa ạ? Bởi vì Việt Nam mình bị ứng dụng tiếng Việt của mình vào để đọc, bởi vì thấy nó giống giống âm gì tiếng Việt thì biến thành âm đấy, bởi vì tiếng Việt không có âm này đúng không, nên giống giống âm gì thì biến thành âm đó, được chưa? Cái gì các bạn lưu ý để tránh các bạn đọc giống âm tiếng Việt mình là chữ giết thì gì ạ, khoang khẩu miệng ta phải gì, bè ra hai bên, được chưa? Được chưa? Bè ra hai bên, tóm lại là chúng ta phải bè ra hai bên thì âm này của chúng ta gì ạ sẽ chính xác, được chưa? Và âm này thì chúng ta đọc là dạ, đặt ra hai bên. Dạ. Dạ, đấy cứ bè hai bên thôi. Dạ. Xin hỏi có bạn nào không biết bè miệng không? Chắc biết cười chứ, trả đời phải biết cười vài lần. Đúng không? Mới vui thôi. Trẻ con là ngày cười trung bình là sẽ cười hơn 400 lần. Nhưng người lớn thì khảo sát cho thấy rằng là trung bình người lớn cười chỉ có gì ạ? À? 15 lần mà thôi. Đấy là lý do vì sao mà gì ạ? À? Người lớn ngày càng gì ạ? À? Già rất nhanh, hai cục thì rất nhanh, càng có tuổi thì hai cục nó hình thành rất nhanh, bởi vì sao? Cười ít, nên các bạn cứ nhìn người người già mà thấy rằng là gì ạ, ai mà hai cái cục không phải già đâu, chỉ cần hơi nhiều tuổi trung tuổi một tí thôi, hai cục nó rõ ràng hai bên mặt này này thì biết ngay là người ấy khó tính như nào, bởi vì ít cười, bởi vì nếu cười thì đã thích đáng thích tự tất cả các cái gì ạ? Tế bào li ti trên hai khuôn mặt này, ví dụ buổi sáng ngày hôm nay dậy nhé, là chúng ta gì ạ tập phát âm này này, là chúng ta đang đánh thức tỉnh tất cả những các tế bào li ti nhỏ trên hai bên má chúng ta, hai bên má chúng ta là hàng nghìn các tế bào li ti này. Nếu như khi chúng ta thức dậy mà chúng ta không cười, chúng ta không hoạt động nó lên thì không đánh thức nó dậy, có nghĩa là người chúng ta dậy nhưng mà các tế bào li ti này không dậy, nó vẫn nằm im như này và cứ theo năm tháng là nó cứ nằm im này và gì ạ à? Nó thành hai cái cục trên má này. Đấy là lý do vì sao chúng ta gì ạ à? Trở nên già hơn, yeah. Nên học phát âm buổi sáng lại rất lợi luôn đấy, rất lợi luôn, bởi vì sao ạ? À, cô vẫn thường có bảo các bạn là tập phát âm là tập buổi sáng, vì tập buổi sáng này là giúp chúng ta gì ạ? À? Đánh thức tất cả các cơ mặt lên, đặc biệt phụ nữ trẻ hơn rất nhiều đấy ạ. À. Nó giống như môn yoga cười, nhớ không? Các bạn nhớ không đấy, cô chưa nói nha, cô chưa nói tác dụng của phần phát âm buổi sáng này sẽ giúp chúng ta có một cái tác dụng là gì ạ? Set beauty for women, nghĩa là giúp những phụ nữ trở nên trẻ tuổi hơn. Đặc biệt là chúng ta tập đến phần nguyên âm thì sẽ sử dụng tối đa chức năng của gì ạ? À? Của khoang miệng, nên là cần cơ mặt đánh thức rất mạnh, riêng âm này thôi đúng không, là đã phải cử động cơ mặt rồi, nhưng nó chưa nhiều đúng không ạ? Rồi bắt đầu bè miệng hai bên làm đi cho nó tỉnh táo, cho nó trẻ đẹp hơn, bắt đầu nhá. Dạ 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 dạ
Dạ, nếu bạn nào không ổn thì bật mic lên để cho nó tạo ra âm thanh, cho nó âm nó có động lực hơn, được chưa ạ? Phát âm này là chúng ta thường xuyên bật mic, bởi vì cứ tập là phải bật mic, được chưa ạ? Nếu mà không ổn thì cứ để, còn nếu ổn thì chúng ta gì ạ, khi tập xong chúng ta tắt, được chưa? Ok, đọc nhé. Dạ 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 không dạ yết, dạ không giết, dạ đến lúc cô nói rồi thì dừng dạ ạ. Không yết, không giết dạ mà dạ e hai bên làm này. dạ Yes. dạ Yes. 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 Yeah. Đấy, nó rất là dễ, đúng không? Nên nó khác hẳn là giết, nếu không có bè miệng thì giết, hoặc là giết yết, đúng không? Nhưng bè miệng là yes. 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 No. Yes. 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 No. Yes. 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 Thứ hai, không phải school year, school year, mà là gì ạ? Year. 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 Yeah. Nên không đọc school year, mà sau này các bạn school không đọc đúng không ạ, mà nó phải là school year. Tập phát âm 5 giờ sáng học đến 6 giờ sáng này bên cơ quan chắc là cũng gì ạ, tươi tỉnh lắm đây đúng không? Bởi vì sao, sáng đã được gì ạ, thực hành rồi, sáng thực hành cười rồi, sáng thực hành gì ạ, đánh thức cơ rồi đúng không ạ? Nên là nên cơ quan gì ạ, không nghe được do âm thanh nhiều quá. Lúc nào cô nói thì các bạn sẽ từng nghe, còn khi cô nào cô thực hành thì các bạn sẽ thực hành, được chưa ạ? Ok. Đó, đây là buổi sáng là thực hành nhiều như này thì sáng lên cơ quan sẽ rất là tỉnh táo và rất là vui vẻ. Và hôm nay sao cười nhiều thế? Sáng nay vừa tập phát âm xong, vừa tập thực hành rồi, vừa tập thực hành cười rồi, đúng không ạ? Tiếp theo này, mình không đọc là eat today, giết today, mà bè miệng hai bên này, yesterday. 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 Tiếp theo, từ màu vàng không đọc là yellow, được chưa? Mà bên nhà mình là yellow. Âm e là không e đâu, âm e. Yellow. 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 Đấy. Bây giờ sẽ cùng nhau luyện tập lại các âm này một lượt. Đọc này. Yes. 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 Yesterday. Yes. Yesterday. Yellow. 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 Rồi. Yellow. Bây giờ cùng Yellow. Đọc đi. Xin mời tự đọc. Đọc đi. Yes. Yes. Yeah. Yes, yellow, yellow, nhắc thế rồi mà có bạn đang chép đấy, có bạn vẫn đang chép bài đấy, yesterday, từ không cần chép chỉ cần đọc, yes, phát âm chỉ cần đọc, không cần chép, hiểu chưa? Yeah, rồi, và đến cái giây phút mà trong bạn tự đọc nó chỉ có gì trong giây lát thôi, tranh thủ mà đọc. Âm đầu tiên như thế đã được chưa ạ? Ổn chưa? Chỉ cần bè miệng. Đúng chưa? Chỉ cần bè miệng ai cũng làm được. Âm số 2 này thì rất dễ và không cần đọc. Đúng không? Âm S này là âm ra gì? Ra hơi. Đúng không? Ra hơi. Biết âm này Tây nó phong cho Việt Nam mình là gì không? Sờ. Ừ. Tây nó phong cho Việt Nam mình Thánh Sờ đấy. Thánh Sờ. Bởi vì sao? Việt Nam mình cứ thấy gì? S ở cuối một chữ là gì? Là xì ơi, đúng không? Tây nó rất sợ Việt Nam mình xì ơi. Hoặc vì xì nhiều quá. Thế Việt Nam mình bảo là tiếng Anh ấy là nó có âm gió. Vì thế nên cứ phải xì ra tí cho cái Tây, không có xì nó không Tây. Đúng không ạ? Thế nên là cứ xì nó ra.
Nhưng xin thưa với lớp mình, trên 90% từ tận cùng bằng S thì lại được đọc là Z chứ không phải đọc là S. Nhưng nên Việt Nam mình cứ thấy S ở cuối một chữ mà xì hơi ra thì sai đến tận 90% trở lên. Bởi vì là gì ạ? À? Kết thúc thì nó gì ạ? À? Viết kết cùng thì nó bằng S, nhưng khi phiên âm ra nó không S mà nó là bằng Z. Vì thế nên cái quan trọng nhất chúng ta phải tập được Z mới là chính xác. Còn S này chúng ta tập rất quen rồi. S này người Việt Nam mình làm rất quen. Đúng không? Tây học Việt Nam mình học Tây đúng không ạ? Nào bây giờ xin mời cả lớp từng xì gái xem nào. Xì gái xem như nào. Xì đi. Xì đi. Xì đi. Các bạn biết xì mà. Xì giỏi lắm đúng không? Đúng không? Đúng không? Bây giờ các bạn xì một cái nữa, quan sát cho cô xem răng như thế nào. Xít vào nhau. Hai răng như nào? Hai răng xít vào nhau đúng không? Có phải hai răng xít nhau không? Đúng không? À. Bây giờ xì cho cô cái nữa. Xong rồi quan sát xem lưỡi để vào đâu. Dạ. Xì cái nữa xem quan sát lưỡi để đâu. Lưỡi để chỗ nào? Đường răng. Hàm dưới. Lưỡi. Lưỡi sát răng. Đúng rồi. Giữa hàm răng xít hàm răng. À. Nó cứ đẩy ở giữa hàm răng, hai răng xít lại nhưng mình không nhìn lưỡi thôi. Nhưng lưỡi thực ra là đẩy sát hàm răng. À. Đấy, bỏ ra là nhìn thấy. Đây, nó sẽ giữa này. Thấy không? Giữa đây. Đó là xì. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Làm đi. Hai răng và lưỡi xít đẩy ở giữa hàm răng. Đấy, bắt đầu làm. Đúng không? Chỉ hai hơi thì ba bốn hơi là mệt. Phải nó ra hơi và không có hít là nó sẽ mệt đúng không? Rồi. Âm này có ai không làm được không? Tập đi thử xem nào, xem nó xì được chưa, xì được hết chưa? Right. Làm đi. Nice. Đọc từ nó mà đảo. Rồi, bây giờ bắt đầu vào từ này. Âm này chắc ai làm được chứ? Đúng không? Việt Nam sơ giỏi lắm. Đây và từ không đọc sun, sun không thì không có gì. Xì trước này sun, xì trước này star, star, xì cuối nhá price, price, nice, xì cuối nhá peace, peace, nay không cũng được nhá, có xì cuối nhá nice, 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 nice. Rồi bây giờ xin mời đọc. Star hay răng xít nhau. Star. Xin mời âm Z này mới là âm quan trọng chúng ta cần phải gì? Cần phải đọc được đúng không? Âm này ghi ra âm. Ra âm. Hai răng xít lại. Giống hết âm S nha. Khỏi miệng giống hết âm S. Hai răng xít. Ghi đi lại. Hai răng xít lại. Ghi đấy đâu, không cần ghi nhiều, ghi đấy để nhớ, gợi nhớ. Còn lại không cần chép nha. Chưa? Chỉ cần ghi như vậy để bạn gợi nhớ. Về nhớ đâu nó quên thì còn nhìn vào đấy còn nhớ, đúng không? Đây, hai răng xít lại. Lưỡi vẫn đẩy sát hàm răng. Giống hệt S. Giống hệt S. Nhưng khác là chỗ là âm này ra âm. Nhưng lưu ý này, âm này hơi đặc biệt một chút. Nó là âm. Nó sẽ có 50% là hơi. Nó sẽ có 50% là hơi. Nha, chưa? Nên các bạn nghe tưởng là S nhưng không phải là S đâu. Kể cả 50% hơi chăng nữa thì gì á, vẫn là âm ra âm. 1% là âm, 99% là hơi thì âm đấy vẫn là âm ra âm. Bởi vì sao? Âm nó sẽ tạo ra tiếng. Kể cả 1% tiếng thôi nó cũng có tiếng. Nó sẽ mạnh hơn là ra hơi. Hơi bạn có 100% hơi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là hơi chứ không thể là tiếng. Được chưa? Nên âm này vẫn là âm ra âm, có 50% hơi. Được chưa? Đó. Thế thì chúng ta cùng quan sát cách đọc của âm này. Hai răng xít vào nhau, lưỡi đẩy sát hàm răng, bắt đầu ra âm, tiếng từ trong đẩy ra. Dạ, quan sát cô làm này.
Dạ đúng rồi, chính xác rồi. Cứ hai răng siết vào nhau và đẩy âm từ trong ra. Thật ra chính là chúng ta đẩy chữ gì, chữ gì tiếng Việt, nhưng tách tách lưỡi, tách tách răng ra nó ra chữ gì. Nhưng mà gì ạ? Chúng ta xí xiết hai răng cho nó nói chữ gì thì kiểu gì đâu sẽ ra là không còn cách nào khác cả. Nếu bạn cứ xiết hai răng ra, bạn đẩy chữ gì từ trong ra thì kiểu gì nó cũng ra âm chuẩn, không sai tí nào. Nhưng tách răng ra một cái thì sao? Thì sai. Nhưng cứ xiết răng lại thì âm kiểu gì chúng thì yeah. Lưỡi xiết hàm răng bắt đầu đẩy. Tạm đi. Làm đi. Rồi. Đúng không ạ? Rồi. Đúng chưa? Có làm được không? Có bạn nào không làm được không? Chữ gì từ trong đẩy ra, nhưng xích hay răng và xúc đẩy chữ gì ra. Đúng chưa? Thì nó sẽ ra âm đó thôi. Dạ. Rồi. I'm body. Read this again. Đọc lại một lần nào. Được chưa? Rồi, chúng ta lưu ý âm này là âm ra gì? Dạ. Dạ âm. Vì thế khi ở cuối một chữ đọc nhỏ bằng 2/3 so với gì? Âm trước nó. Và các bạn hiểu này, âm này bản chất nó đã có 50% hơi rồi, nhưng bây giờ âm lại giảm đi bằng 2/3. Vì thế âm sẽ thấy ít, hơi lại thấy nó nhiều, đúng không? Nên bạn cảm giác thấy người bản ngữ đọc âm Z ở cuối một chữ này cảm giác là ra hơi, nhưng không phải đâu ạ. Nó có hơi, nó kèm theo một ít âm, nên bạn tưởng nó hoàn toàn là ép xì. Thế bạn xì hết hơi ra thì là sai, nhưng người bản ngữ có hơi nhưng nó kèm theo âm đó, nên là chúng ta rất dễ nhầm. Thấy người ta đọc là mothers, fathers, thế là tưởng mother là xì, nhưng không phải xì đâu. Các bạn có thấy cô mothers có thấy một chút âm không? Có thấy một chút âm mà cộng với hơi không? Được ạ. Còn nếu hơi không này, mothers, mothers, thấy chưa? Thấy hơi hoàn toàn, nhưng không thấy mothers, fathers, tables, teachers, teachers, đúng không? Tức là có hơi, có một chút âm đó, nên đấy là lý do sao gọi nhỏ 2/3. Thì cảm giác chỉ có hơi, cảm giác thôi nhưng không phải có hơi đâu nhá, có là âm vẫn có thế ạ. À, được chưa? Rồi bây giờ sẽ nhỏ nhá, bây giờ nhỏ volume này, tạm đi, nhỏ volume đi. Dạ, vẫn xích vào nhau như thế nhưng chẳng có giảm volume nữa. Giờ nhỏ đấy. Được chưa? Đó. Bây giờ xin mời vào từ nhé. Chúng ta đọc ví dụ từ cái mũi, đúng không? Cái mũi thì chúng ta đọc là gì ạ? Không đọc nâu không mà z ở cuối này, nose. Nose. Đã không xì hoàn toàn, nó có chút âm nose. Nose. Được chưa? Rồi, bông hoa hồng. Bông hoa hồng thì chúng ta không đọc là râu không, cũng không rose, không phải xì ạ, mà Z này, rose. 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 Cái từ thua cuộc chúng ta không đọc là loss, không đọc lose, mà nó là âm Z cuối á. Đọc này, lose. 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 Tiếp theo, âm ở đầu, chúng ta có âm ở đầu một chữ, giống như chúng ta có từ sở thú đúng không? Sở thú không đọc là du mà đọc là dur. Dur. Đây nhá. Dur. 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 Chứ không phải du. Du là không có giờ gì hết. Du. Đấy nhá. Mà là dur. Dur. Giờ giờ một chút chứ. Dur. Dur. Đấy là bắt đầu bản tập thì bạn cứ giờ một chút trước vào từ thì nó chuẩn hơn là bạn đọc thẳng luôn. Đọc thẳng luôn, cô với cô bây giờ đọc thẳng luôn là chuẩn luôn. Còn với các bạn đọc thẳng luôn bây giờ nó ra du, du, hiểu không ạ? Nên mình phải một chút được chưa? Du, du, được chưa? Đấy. Còn cô đọc nhanh nó chỉ là du, 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 đúng không ạ? Vẫn có gì ạ? Z. Nhưng ban đầu bạn chưa quen thì bạn đọc chậm hơn. Du, du. Biết bọn trẻ con nó đọc phát âm từ gì không? Nó đọc này. Du, du. Zul, zul, đấy, trẻ con đọc thế ạ. Sun,
đúng tuần đấy, để cho con học như thế để cho ok đó. Tiếp theo nhé, từ mùa chúng ta không đọc season đâu ạ, mà âm ở giữa nó là âm z, âm giữa nó là âm z, vậy không đọc season phải đọc là season. 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 Rồi, tiếp mình đọc lại từ đầu nhé. Đây, đầu tiên này. Nose. Nose. Rồi, hoa hồng này. Rose. Rose. Thu cuộc này. Lose. Lose. Rồi, tiếp theo sở thú này. Zoo. 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 À, cuối cùng này. Mùa này. Season. 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 Cô muốn các bạn tập trung học đã, chứ không phải chưa gì chiếu từ mới. Đến lúc nào cần chiếu, cô cứ chiếu, không phải cô quên đâu ạ. Chả có quên đâu ạ. Thứ nhất là cô muốn các bạn nhìn cái khẩu hình miệng cô ạ. Cô chiếu lên các bạn sẽ nhìn thấy bé tí. Đúng không? Hình cô nó sẽ ở góc. Đúng chưa ạ? Thế nên là gì ạ? Đầu tiên cô muốn các bạn đọc theo cô đã. Quan trọng là từ vựng nào cứ đọc thế đi. Cô bảo âm lấy cuối là đọc thế thôi. Hướng dẫn là cuối đọc là Z rồi, đầu giờ Z rồi thì cứ thích mà đọc. Đúng không ạ? Nhìn chữ làm gì? Nhìn chữ thì ạ. Không có tối đa được cái phần miệng. Đấy ạ. Tí là đến phần các bạn tự đọc cô các chiếu. Không phải hướng dẫn cô. Đấy chưa? Đến lúc nào chiếu cô các chiếu. Bây giờ đến phần các bạn đọc cô sẽ chiếu. Đấy bây giờ không nhìn vậy cô nữa. Bây giờ tập trung vào đây phần học. Đấy đọc đi ạ. Bắt đầu. Nose. Rồi tiếp. Rose. Lose. Đúng rồi. Tiếp tục. Rose. Tiếp tục. Zoo. Rồi tiếp tục. Season. Đúng rồi. Season. Season. Rồi tốt rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là so sánh giữa S và Z. Một âm ra hơi và âm sẽ ra âm. Hơi trước nhá. Âm này hơi âm. Bây giờ nhanh hơn nhá. Tiếp. Rồi nhanh hơn nhá. Âm. Nhanh nhá. Hết đinh miệng thì chả khác nhau, chỉ mỗi thằng ra hơi thằng đẩy chữ gì ra âm được mà nhỉ. Đọc nhá, làm đi. Âm gì ra không có âm mà thấy âm à, ra âm đi, chả thấy toàn hơi đẩy chữ gì ra, nhưng dí lại răng vào. Yeah. Bây giờ vào từ này. Hơi này. Sur. Sur. Cái răng xin nào này. Sur. Sur. Tiếp này. Tip. 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 Peace. Hơi cuối nhỉ. Peace. Peace. Z cuối nhỉ. Peace. Thế bạn. Price. 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 Khác nhau chỗ đấy đấy nhỉ. Price. Tiếp nào. Price. Rồi xin mời cả lớp tự đọc nào. Shoes. Tiếp nào. Shoes. Rồi tiếp nào. Z. Tiếp. Tiếp nào. Z. Z. Peace. Rồi tiếp nào. Peace. Peace. Ra âm nào. Peace. Peace. Đúng rồi. Tiếp nào. Price. Ra âm nào. Price. Price. Rồi cặp âm đầu cặp thứ ba, âm thứ ba xong đã xong rồi. Âm thứ tư, âm này. P. Âm này này, âm S dài này. Ra hơi. Ra hơi. Tập âm này thì hỏi lớp mình một chút là gì ạ? Lớp mình à, ở quê chắc là bạn nào đã từng đuổi gà rồi. Ngày xưa ở quê mà cứ phơi thóc gà nó về nó ngủ. Gọi đuổi gà. Đuổi gà như nào? Đuổi thế nó mới đi. Lâu nó mới đi. Đúng không? Phải là gì? Đi đúng không? Đuổi này. Đúng không? Đuổi gà đi. Đuổi thứ bên cạnh con gà đuổi đi. Đúng không? Một cô dạy đi đuổi gà. Dạy bắt âm cô dạy và đi đuổi gà. Đúng không?
Ôi bạn nào mà không thích đuổi gà thì CTF bé, đúng không? Đã từng CTF bé bao giờ chưa? CTF bé bao giờ chưa? Chạm si rồi đúng không? Mà hoặc là không si thì nghe quan sát thấy mẹ mình si rồi, hàng xóm si rồi đúng không? Đúng không? Thấy CTF bé như nào để cho nó té? Si nào để cho nó té? Bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn si thế nó mới té chứ. Một lâu nó mới thì nó đặc biệt là gì ạ, đang đang tối mà nó si thì cho nó ngủ, đang ngủ nó si mà không si thế thì còn lâu nó càng ngủ quẹ si này, càng ngủ quẹ, càng ngủ quẹ nó lâu nó mới tè si phải gì. Một bạn thế nào, hơi cong lên đúng không ạ? Đấy, ghi ra hơi si tè, si tè, hoặc ra hơi đuổi gà, tùy bạn ghi nào ghi. Đấy, ghi thế cho nhớ, chứ ghi khác, ghi đấy, âm đây đây đây, đọc thế này, em đọc thế này, không, cong môi mà đọc, như đuổi gà, si tè, được chưa? Có ai không làm được không? Có ai không, không biết si tè không? Không biết đuổi gà không? Biết chứ đúng không? Hôm nay chắc làm được, làm đi, làm hai ba hơi đi. Đúng không? Luồng hơi nó sẽ gì, mạnh hơn rất nhiều đúng không, hơi cong môi lên luồng hơi rất nhiều, nên quả dược lá đã sử dụng chức năng của trong miệng hết đúng không? Có bạn không bao giờ từng cong môi rồi nên cái môi nó rất cứng, khi bắt đầu phát âm nó cong cong là nó cứ mãi không cong được rồi. Kiểu kiểu thế, tức là nó mãi không cong được, nó cứng môi không khó đấy, nên phải tập nhé. Và từ không phải shop mà gì ạ, à? Chúng ta sẽ đọc cong môi này shop. Ta không đọc là suy, cong môi này, she, đọc cho cô đi nhá, không đọc từ đầu bếp, không đọc chết mà không xét, cong môi này, chef, chef, đúng rồi, cứ cong môi mà đọc. Tiếp theo nhá, từ gì ạ, xã hội nhá, mình không đọc là sâu sồ đâu nhỉ, mà sâu, sâu thì sâu, còn âm sồ đấy, sure. Xin mời cả lớp tự đọc lại, cong môi lên, cứ cong môi mà đọc. Xin mời so sánh giữa S và Z. C này, C. Cong môi này. C. 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 Làm đi. Thở đi đã. Xong làm. C nhiều quá mệt đấy. Đúng không? Làm đi. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào từ nhé. Đọc này. Nhớ bè miệng còn một thằng cong môi. Đọc này. Tì. Cong môi. Xì. Sử. Cong môi. Sử. 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 Cong môi. Sử. 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 S
Xin mời cả lớp tự đọc. Ngồi tiếp đi. Xin mời sang âm này. Y âm này, ra âm. Không biết âm này là ra âm. Listen. Ra âm. Listen. Cổi miệng giống hệt âm đùi gà, cong môi, nhưng nó khác chỗ là ra âm. Chữ giờ, đọc chữ giờ nhưng cong môi lên thì nó không phải là giờ đâu, nghe này. Được chưa? Chữ giờ nhưng cong môi lên nó không ra chữ giờ đâu mà nó như ta hiện nè. Cong môi lên thôi. Các bạn làm rất tốt rồi đấy. Rất đúng rồi đấy. Cứ cong môi lên mà có gì đâu. Đọc chữ giờ cong môi. Đấy, tập cho thật nhiều á, nó sắc tự. Cái miệng mà nó linh hoạt lắm. Sau này nói nhanh hơn thế nào cũng biết. Nên các bạn thấy không? Những người mà nói tiếng Anh tốt, hoạt độ hoạt ngôn của họ hơn hẳn những người khác. Những người khối A, người khối C hoạt ngôn không bằng đâu. Riêng những người học khối D và học tiếng Anh nhiều là hoạt ngôn hơn hẳn luôn. Rồi. Xin mời vào từ. Chúng ta không đọc là leisure. Từ niềm vui không đọc leisure mà đọc là leisure. Tiếp ạ. Niềm vui là không đọc leisure đâu ạ. Mà đọc là leisure. Từ đo lường mình không đọc là measure đâu ạ. Mình đọc là gì? Leisure. Xin mời vào từ đọc này. Đọc câu này. Leisure. Bắt đầu đọc chậm không phải đọc nhanh nhá. Thổi vision, xe vision không phải vision đâu nhá. Mà nó là vision. Vision có môi. Vision. Tuyến không là television đâu ạ. Television. 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 Rồi, xin mời các lớp tự đọc. Television. Leisure. Đúng rồi, tiếp. Leisure. Tiếp tục. Television. 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 Chúng ta sang âm tiếp theo, âm này, ra hơi. Ra hơi. Chờ đấy ạ, là âm ra hơi. Âm này cũng dễ cực luôn. Rồi. Hỏi một chút. Đã từng hôn gió ai bao giờ chưa? À, xin mời thử hôn gió cái nào. Chưa từng hôn thì mới tập hôn cả. Hôn gió ai đó về. Xong rồi hôm nay về tập thực hành hôn với chồng với vợ nhé. Học xong cái tự nhiên thấy sáng dậy, vợ dậy hay chồng dậy. Cứ thế này. Hôm nay vợ đi làm mà chồng đi làm thực hành phát luôn. Bảo ôm khá lạ hôm nay này, thấy gì đặc biệt hơn vì sao? Hôm nay này tự nhiên này gì ạ? À? Lại được hôn gió trước khi đi làm. Sướng quá, thầm thầm này hôn sướng cả ngày đúng không ạ? Bảo à, hôm nay anh tập phát âm đúng không ạ? Hôm nay em vừa tập phát âm xong, vừa thực hành xong, bây giờ thực hành luôn. Đấy, sướng không? Mẹ vợ nghe sướng quá, cười cả ngày xong về bảo mai sáng mai tập phát âm tiếp đi nhá. Học tiếng Anh nhá. Đúng không? Chồng này phải là xin tiền à. Đúng rồi. Học thật tốt quá, thực hành thấy tốt quá. Đấy, tự nhiên này làm cho mình ô thật mà, tự nhiên này hôm nay khác biệt lại có cái gì ạ? Thấy đây. Các bạn thấy không? Con mình hay làm thế đúng không? Nhưng chồng vợ con là làm. Không, đúng không? Con thì làm ngay. Giống như con cô đi học cái lúc nào cứ đi cái thế này. Đúng không? Con cũng thế. Bị khẩu trang rồi vẫn có thể. Đúng không? Đấy, nhưng mà chồng còn lâu. Đúng không? Thế nên là gì ạ? Chúng ta rất thiệt vị và chúng ta như thế thì tự nhiên là gì ạ? Bảo sao chồng mà hộ cái gì nó không hộ, nó cáu lên cho, đúng không ạ? Thế làm chứ. Đúng không ạ? Thế con về quý ôm mẹ luôn. Con về, ôi con đi học về rồi. Nào thế nào? Ôm cả. Đúng không ạ? Nhưng chồng có lâu về. Kệ, về, gật cả. Đọc tội đúng không? Khác nhau như thế, phân biệt phân biệt đối xử đúng không? Còn cô là đi học à, hai phải đánh ba lần xong rồi đúng không ạ? Đó, đấy, con cô toàn thế thôi. Sáng ra đi có học động lực lắm. Đấy,
Em mà chồng không bao giờ, đúng không? Có giờ hai pha chồng tự nhiên nó phải có vấn đề, đúng không ạ? Đấy. Em thực hành nhá. Đây, bắt đầu nào, hôn gió thực hành nào. Đúng không? Đúng không? Phải thế không? Phải cong môi đâu. Đúng chưa? Phải thế không? Đúng chưa? Hay là cái gì? Hôn trộm ai đấy, hôn trộm ai đấy, nhưng hôn trộm nó hơi. Còn hôn trộm chụt cái thì nó ra âm rồi. Hôn trộm này. Đúng không? Cái hôn trộm thế đúng không? Cũng là gì ạ? Hôn trộm ra hơi thì cũng vẫn là âm này. Được chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta vào từ nhé. Dễ mà âm này. Mình dùng dễ ngay, nhưng mà nếu mà các bạn mà thì bảo các bạn tập âm này như này kia thì khó làm rồi, bảo thế làm được ngay. Và từ không chít, cao cái môi lên là gì? Không chít, cao cái môi lên. Che cái ghế, che chết, cao cái môi lên. Chà. Chúng chót, chờ đầu chờ cuối các ơi. Không mát, mà là mọ. Đúng không? Mọt, phải đọc theo cô. Mọt, chỉ cần biết cong môi, chỉ cần biết trong môi, cong môi là âm sẽ thành công. Bạn biết không, tiếng Việt của mình chờ ch ấy, đó là chờ nhẹ, còn tr là nặng hơn là chờ, đúng không? Còn đây là nếu cần chờ, tiếng Việt Nam tiếng Việt mình là chờ, đúng không? Thế bạn thấy ai là Trang mà ch ấy? Thế là nếu bạn đọc là tên, hỏi what's your name, bạn nói là tên tao là Trang, gọi Trang đánh vần như nào, Chang mà Trang nó sẽ đọc như thế. Còn Tây bởi vì nó quen chữ chờ đấy rồi, nó không quen chữ chờ Việt Nam ấy đâu, đọc Trang nó sẽ đọc như thế. Nên là bảo mày đọc thử chữ này đi, đọc Trang chứ đâu có đọc Trang được đâu, được chưa? Bởi vì là nó quen cái chữ chờ tiếng Anh là chờ nặng, là cong môi lên rồi. Được chưa? Thế nên là gì ạ? Tiếng Anh thì trò này nó phải cong môi và đọc lên. Được chưa? Đó. Thực ra lớp mình, thực ra buổi sáng nha, lại mất thời gian khởi động, khởi điếc, chứ còn các lớp khác là không khởi động đâu. Thế mà lớp mình năng suất cũng bằng lớp buổi lớp chủ nhật đấy. À, bằng lớp chủ nhật đấy. Là cũng hôm nay được 6 âm đấy. Hôm nay được 6 âm đấy. 6 âm rồi. Hôm nay 6 âm thành công đấy. Về nhà chúng ta sẽ luyện tập lại. Video này cô sẽ gửi lại cho lớp mình để lớp mình tập lại. Tập lại bằng cách là chúng ta lưu ý này. Thực ra nếu chúng ta học rồi ấy, thì về nhà chúng ta chỉ nghe thôi. Tập theo, cứ nghe đọc theo. Bây giờ tập được đọc rồi, nhưng quan trọng nhất là phải tập thành thói quen. Nếu không bây giờ bạn để ý thì bạn đọc được từ chờ chuẩn, không để ý bạn đọc được chè, đúng không? Nên là gì ạ? Tít chờ. Không để ý thì bạn đọc tít chờ, mà để ý là đọc teacher, 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 đúng không? Tức là để ý thì bạn đọc được. Nhưng bây giờ cô muốn các bạn về nhà hành thành thói quen. Nên video này cô vẫn gửi lên cho lớp. Thì các bạn về nhà ví dụ dạy lúc nào mở ra đọc theo. Nhiều khi không cần nhìn hình dáng vẫn có thể đọc theo được, bởi vì nhớ, đúng không? Nên là có khi bạn nấu cơm hay khi bạn tắm giặt có thể cứ đọc trên nghe, đọc theo, cứ đọc luôn. Đúng không? Tôi tắm hay bằng hát bây giờ đọc cho nó yêu lời, đúng không ạ? Nên là thời gian đầy, đúng không ạ? Thời gian lúc nấu cơm, lúc giặt quần áo, lúc rửa bát, lúc quét nhà đấy, cứ đó ra mà đọc, cứ bật lên, cứ đọc theo thôi, đúng không? Có cần phải tập trung đâu. Nhưng mà nếu mà bạn học bằng video thì tập trung tuyệt đối mới thành công được. Còn nếu mà học lại còn vừa học vừa nghe, vừa nghe chứ đừng nghe nữa, nghe nó nghĩ nó chán, nó nghe hai ba lần nó chán, nó không muốn nghe lần sau mà muốn nghe có hình ảnh, bạn ngồi tập bạn không có cảm xúc nữa, hiểu chưa? Nên là gì ạ? Chỉ có học rồi sau đó ngồi nghe lại thì nghe được. Còn nếu bạn mà học video thực tế thì phải ngồi đọc y nguyên cô đọc nào, đọc y nguyên học như học nha, mới thành công được. Mà mấy ai quản trị bản thân được như thế đâu? Ngồi được một tiếng xong này để đọc nguyên như này không làm gì khác đâu, đúng không? Hãy đi ra uống cốc nước, ấy ra a quên rồi đang nấu cơm giờ sợ lại ra thì đào sao sao thế nào mà tập được đâu. Nên là chỉ tập trung, và cái hai đó là tập trực tiếp, năng lượng nó khác hơn, năng lượng nó là vô hình mà, nên là nó sẽ truyền đi, nó truyền đến bằng cách vô hình, các bạn sẽ tiếp nhận bằng cách vô hình từ cô, được chưa?
là để thành công của người dạy không phải đơn giản đâu. Không phải cứ dạy này nó cứ dạy này, nó có những người dạy là gì ạ? Nó cứ dạy thôi, nó không có truyền được năng lượng. Nó dạy đâu nó không có hồn, nên là gì ạ? Người học cảm thấy chán, tự nhiên đang học nghĩ việc khác, đang học tí mình đi làm bằng cái gì nhỉ? Tí đi làm chết được tắc đường. Tức là đầu nó lại nghĩ chỗ khác ngay, nó không tập trung được hoàn toàn bởi vì các bạn không nhận được năng lượng trực tiếp từ giáo viên. Đó. Nên là mô hình chung để một giáo viên thành công được không phải đơn giản đâu. Nên các bạn học cô các bạn không buồn ngủ thì nào? Có học cô có ai ngủ đâu, chả buồn ngủ ngay. Cô dạy các bạn bảo em dạy học cô em không chớp mắt. Có buồn ngủ được đâu, không buồn ngủ được. Nhưng mà có những giáo viên bạn học buổi sáng lại thấy nó buồn ngủ, buổi sáng vẫn đang thèm cơn ngủ mà. Đúng không ạ? Là bởi vô hình chung nó là như thế. Cái hai là cái tố chất giọng rất quan trọng. Bạn thấy rằng là cái giọng của cô nó sẽ khác giọng với những người khác. Độ nhân, độ lên, độ xuống có trọng lượng riêng. Đấy đó. Rồi ok, cô còn có ca tiếp theo nên là lớp mình sẽ nghỉ đúng giờ nhé. Rồi, ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin cảm ơn cả lớp đã tham gia buổi sáng. Cảm ơn cô. Rất là cảm ơn cô. Từ đầu đến cuối cảm ơn giảng bạn nào cả. Thank you. Chào cả lớp, xin chào chúng ta chào nhau nào. Chào, goodbye. Bye. 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 Chào.